Top 10 điều chấn động tại đêm chung kết Miss Grand Việt Nam 2022 Hoa hậu Hòa bình Việt Nam. Điều chấn động số 0 là tiết mục đồng diễn của Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên và tất cả 50 thí sinh xuất sắc tại Hoa hậu Hòa bình Việt Nam năm 2022. Điều chấn động tiếp theo chắc chắn là màn hô tên của các thí sinh rồi. Và giải Best Introduction đã thuộc về nấu ăn cùng Julie, Đinh Thị Mỹ Ái của chúng ta mọi người ơi. Chúc mừng Ba Lùi, Huỳnh Thới, Ngọc Thảo của chúng ta đã giành được giải trình diễn ấn tượng đêm trang phục văn hóa dân tộc. Và xin được chúc mừng top 3 nhà thiết kế trang phục văn hóa dân tộc xuất sắc nhất của cuộc thi. Điều chấn động tiếp theo là sự xuất hiện của hai á hậu Nguyễn Lê Ngọc Thảo và Nguyễn Hà Kiều Loan trong tiết mục đồng diễn trang phục swimsuit cùng với tất cả các thí sinh. Chúc mừng em bắt con nai nó nhảy 67 An Giang Bùi Lý Thiên Hương với danh hiệu Best in Swimsuit. Tiếp theo là một phần vô cùng kịch tính công bố top 15 chung cuộc của Miss Grand Việt Nam 2022. Và màn trình diễn chấn động của nữ ca sĩ Bích Phương và siêu hit Đi Đu Đưa Đi. Điều chấn động tiếp theo là chúng ta được gặp gỡ và giao lưu với Mr. Nawat là chủ tịch của Miss Grand International. Cùng với Miss Grand Việt Nam 2016 Loan Nguyễn, Nguyễn Thị Lệ Quyên Miss Grand Việt Nam 2015 và Hoa hậu ca sĩ Hương Giang. Tiếp theo là phần thi trang phục dạ hội của top 15. Điều chấn động tiếp theo là Đỗ Trịnh Quỳnh Như không có mặt trong top 10 chung cuộc cũng tạo nên rất nhiều tiếc nuối cho fan hâm mộ sắc đẹp. Nhưng dù sao thì cũng chúc mừng Quỳnh Như với danh hiệu Best in Evening Gown. Mọi người có còn nhớ cô gái này không? Đó chính là Nguyễn Tâm Như. An Giang! Đã xuất sắc giành được giải Best Introduction Video. Xin được chúc mừng Tâm Như và màn hô tên chấn động của bạn. Và giải thưởng Best Catwalk đã thuộc về Võ Thị Thương. Nhìn tôi là mấy bà biết sắp có điều gì chấn động rồi đúng không nào? Ngay sau đó là một phần mà tất cả chúng ta đều đang rất mong chờ, chính là phần thuyết trình về hòa bình của top 10 thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi. Bởi vì bạo lực ẩn sâu trong nhiều hình dạng khác nhau, không chỉ mang tính chất tương tác vật lý, mà đôi khi còn là ngôn từ, thậm chí còn gây tác động. Hơn ai hết, chúng ta là những người yêu hòa bình. Nhưng để nói về hòa bình không thì chưa đủ, chúng ta phải tin vào nó. Và tin vào nó vẫn chưa đủ, chúng ta phải hành động vì nó. Bởi vì tôi tin rằng hòa bình không nằm ở đâu xa xôi mà nó nằm trong chính suy nghĩ và hành động của các bạn. My name is Julie Vie. I'm from Vietnam, the country for peace. Thank you. Just talk about peace is not enough. You have to believe in it and believe without any action, nothing will come true. We must act. We are Vietnamese and we stand for peace. Cháu nghĩ rằng là đây là một cơ hội rất tuyệt vời để chúng ta gửi thông điệp này cho thế giới. Mọi người có thể nói cùng cháu được không ạ? We are Vietnamese and we stand for peace. Tôi, Đoàn Thiên Ân, mong tất cả mọi người hãy một lần đứng lên để ngăn chặn bạo lực ngôn từ. Bởi vì tất cả chúng ta đều có quyền yêu thương, đều có quyền được sống. Speak up your voice because I will always be by your side. We are friends, the one and only. Thank you.
Và điều chấn động của tất cả mọi chấn động đêm qua đó chính là màn Final Walk của Miss Grand International 2021, Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Việt Nam, Tiên hy vọng Tiên đã không làm mọi người thất vọng. Điều chấn động tiếp theo là điều chấn động của bản thân mình thôi, là rất tiếc, rất buồn khi Bùi Lý Thiên Hương bé nay không có mặt trong top 5 cuối cùng của cuộc thi. Chúc Thiên Hương sẽ gặt hái được thêm nhiều hơn nữa những thành công trong tương lai. Mọi người luôn yêu quý một cô gái với rất nhiều những năng lượng tích cực và một tinh thần chiến binh không ngừng nghỉ của em. Và một phần thi mà tất cả chúng ta đều vô cùng mong chờ trong các cuộc thi nhan sắc đó chính là phần trả lời ứng xử của top 5 chung cuộc. Siêu mẫu Minh Tú à. Nhưng Châu tin rằng là giới trẻ của chúng ta hòa nhập nhưng không hòa tan. Vô cảm, thờ ơ hay ích kỷ là một loại cảm xúc. Mà đã là cảm xúc thì nó sẽ tồn tại trong tất cả mọi người chứ không riêng gì giới trẻ. Còn việc nói giới trẻ thờ ơ, vô cảm hay ích kỷ, nó chỉ là một phần trong đó. Điều quan trọng hơn hết, thay vì chúng ta chỉ trích giới trẻ thờ ơ hay vô cảm, hãy đặt câu hỏi tại sao họ lại như vậy. Và bên cạnh đó, hãy giáo dục cho giới trẻ để cho họ thấy rằng gia đình sẽ là nơi nung nấu và là cội nguồn của họ, giúp cho tình cảm cũng như là sự yêu thương của họ ngày càng được dâng trào hơn. Em xin cảm Điều chấn động tiếp theo chắc chắn là mọi người đang nghĩ đến câu hỏi ứng xử top 5 dành cho thí sinh Ngô Thị Quỳnh Mai, đúng không nào? Á hậu Kiều Lan. Điều chấn động tiếp theo là màn trình diễn đốt cháy sân khấu của Đông Nhi. Chúc mừng Ngô Thị Quỳnh Mai với danh hiệu Á hậu 4 Miss Grand Việt Nam năm 2022. Cảm ơn Quỳnh Mai vì đã luôn là chiến binh ngàn máu trong tất cả các sân chơi mà bạn góp mặt. Chúc My Coin của chúng ta sẽ thành công hơn nữa trong tương lai. Xin được chúc mừng Tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam Miss Grand Việt Nam 2022 Đoàn Thiên Ân đến từ Long An. Và cũng xin được nhiệt liệt chúc mừng Á hậu 1 của chúng ta Chế Nguyễn Quỳnh Châu đến từ Lâm Đồng. Chúc cho Thiên Ân sẽ thật sự tỏa sáng tại Miss Grand International 2022 được tổ chức tại Indonesia sắp tới nha. Còn điều chấn động sau đêm chung kết Miss Grand Việt Nam 2022 của mấy bà là gì? Kể tôi nghe với coi. Cảm ơn mọi người đã xem video nha. Mãi yêu.